là núi. Nhìn mà thấy đấy, cá rất nhiều. Cá vẫn mặc sẵn để tìm mồi. Câu đối này thì nó rất là đơn giản. Các bạn biết tập tính của nó rồi thì rất là dễ. Thức ăn của nó là chủ yếu là tạo phù du, phù sinh trong nước. Ở đây tôi dùng mồi là mồi bột mì. Cái chai này các bạn làm thì có hai phao ở hai đầu để đánh cho cái phao nó nằm sao nó nằm dưới mặt nước khoảng 10 phân mặt. Và dưới này miệng cái chai đó thì bật một viên chì nhỏ để làm sao cho nó chìm vừa hai cái phao này nó giữ một cân bằng và độ sâu. Khi mà nó vào rồi ấy, con cá đối lớn thì nó sẽ không thể quay đầu được, nhấc lên là con cá nằm im ở trong cái chai đó, nhưng con này chẳng hạn nó vẫn quay được nhưng mà nó sẽ búng ra. Đó, thấy không? Đó. Bùng. Thỉnh thoảng có những con to nó theo vào nó ăn nó thì có thể là đó. Thả xuống là cá vào nhé, các bạn thấy chưa, những đàn cá bơi rất là vui mắt. Ở đây thì những thời gian rảnh rỗi thì tôi sẽ tranh thủ đi câu vậy thôi. Đó, đây có một con cá lớn này. Đó, tí nữa thì nó phát hiện ra mồi rồi bắt đầu nó theo vô, nhưng mà không đâu, còn lượn lờ ngoài còn chán. Đó, con này lớn lớn này, đó, thấy chưa? Theo vô mà ăn đi, trong nó nhiều mồi lắm. Con chui vào trong rồi đấy, đó, thấy chưa, nằm trong chai đang dây dây đấy. Đây có một con lớn này, chui vô và đây vô cái như nhà mình nhé, hút thức ăn bột mì nó rất là ham. Chú ý nhé, bột mì trước khi thả xuống là mình phải được quậy ở trong nước như thế nhé. Rồi bắt đầu thả nhẹ nhàng cho cái bóng khí nó chảy hết ra, không để cho bóng khí ở trong. Rồi xong. Một tí thôi. Lại bắt đầu vô vào chúng nó để ăn đi.
nhỏ này thì nếu mà làm một cái bẫy nó bằng có một cái hòm á, bắt hết nhưng mà cá bé tôi không thích. Câu sao cho nó bơi thì ăn mồi vậy thôi. Đó, theo. Đó, cứ theo nhau chùi hồ. Đó, theo. Đó. Còn vào cứ một con chu vào nó quậy mồi ở trong đó, nó lại càng bâu hơn. Thấy chưa? Đó, nó hai ba con này. Đang đợi chờ có một con to to chạy vào nhấc cho các bạn xem. Thì có một con này. Và mấy con cá to này khôn lắm. Chỉ để vào vòng ngoài thôi. Chúng kịp thả xuống chen chúc nhau chui vô. Ở đây có một con to này. Ui, chịu vào. Hai ba con này đấy, các bạn thấy không? Đó. Nếu mà cá lớn là nó không quay đầu được, nó không búng ra, đang nằm trong đó. Đó, hai chú. Vui quá. Ba bốn con chu vô. Đó, các bạn thấy không? Đó, vui chưa? Vui chưa? Bắt đầu nhảy tung lên. Hai con này chưa biết nhảy ra, chưa có kinh nghiệm. Còn non quá. Ôi thì chết rồi, chúng mày cứ quay đầu xuống thì làm sao mình chạy đúng ra được. Rồi đúng rồi, quay lên, quay đầu lên. Sao thế? Trời ạ. Búng tụp. Ra để nó gọi mấy bạn nó ngồi cho nó đông vui. Đó, có con em lớn lớn này. Rồi, lại hai ba con nữa chui vô này. Đó. Yêu cầu khi cá vào mà nó cứ đi thẳng vào là nhấc lên là nó không được, nó được. Nhưng cá nhỏ thì nó vẫn còn có cái không gian để nó xoay sở, nó vẫn quay đầu ra được. Đó, thấy không? Đó, trời ơi, vào rất nhiều. Vào lồng không biết, không có mồi thì vui. Lệch rồi, ok, lại cân bằng.